thử mua đồ lên coi định dẹp chưa, trừ dẹp cái con bỏ vô bụng luôn, không kịp. Cho nó bé ơi, nó nghe này kìa, nó giật cái điện thoại coi với nó dành với nhau có đá không, cái con mới dí theo. Con nghĩ tới quán ốc rồi, con nói là chú ơi, có người kết điện thoại chú ha, cái bọn họ mới dí theo. Bé gái 10 tuổi vừa kể lại vụ việc bé bị cướp giật điện thoại và bé đã đuổi theo kẻ cướp. Ngày 30 tháng 6 năm 2022, mạng xã hội chia sẻ đoạn phim ghi lại cảnh bé gái này chạy bộ đuổi theo hai tên cướp giật điện thoại, khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Một người phụ nữ 30 tuổi ngụ huyện Bình Chánh xác nhận bé gái đuổi theo kẻ cướp trong đoạn phim lan truyền trên mạng là cháu ruột của chị. Nghỉ hè, bé gái thường ra phụ giúp chị bán hải sản. Hơn 21 giờ tối ngày 27 tháng 6, chị có việc đi ra ngoài, bé gái ngồi bán một mình. Lúc này, có hai thanh niên chạy xe máy đến, dừng gần chỗ bán của chị trên đường Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh. Một người bước xuống hỏi mua ốc rồi giật điện thoại của bé. Bé đã đuổi theo kẻ giật điện thoại. Sau đó, người dân cùng người thân của bé gái phát hiện vụ việc, liền lấy xe máy truy đuổi và bắt giữ được hai nghi phạm cướp, rồi bàn giao cho công an xử lý. Người thân bé gái cho biết chiếc điện thoại bị cướp giật mất, được gia đình mới mua hơn 10 triệu đồng. Tài sản hiện vẫn chưa được thu hồi. Còn bé gái té và bị đá trong lúc bị giật điện thoại nên đã bị đau ở ngực và phần bụng. Hiện tại sức khỏe đã ổn định. Hiện công an đang lấy lời khai hai nghi phạm cướp cũng như những người liên quan để điều tra xử lý.